Trời ơi, đẹp lắm nè, thích quá. Hello, tôi xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thi Khoan Suy Lên Cuộc Sống Tại Thụy Sĩ, du lịch phần 2 với mẹ con của Thi nha. Bây giờ mẹ con của Thi sẽ đi đón xe buýt, không có đi xe con nữa, mà đón xe buýt rồi sau đó đi tới một cái thành phố khác bên này rất là đẹp luôn. Mẹ sợ Thi không có đi áo khoác theo. Trời thì ấm nha, nhưng mà tại vì Thi hay bị đau cái cổ nè, bị viêm, bị thái hóa đốt xương cổ á, cho nên mà trời lạnh cái là Thi hay bị đau, cho nên đi đâu chị cũng nhắc Thi là đi theo áo khoác sợ gió. Ở dưới đó là nó có sông á mọi người, thì nó gió thì nó sẽ bị đau á. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi, cái nè. Mấy giờ đẹp luôn, trời nắng ấm. Bị đau luôn á. Ở đây thì nó có mấy cái cây cọ nha, chứ ở chỗ Thi lạnh không có. Nè, Thi quay cho mọi người xem. Đó, cây cọ mọi người. Đằng sau Thi cây cọ nha. Đẹp lắm. Tuyệt vời luôn. Thi đi tới cái thành phố đó, Thi quay một xíu xong rồi sau đó thì Thi mới tới chỗ nhà chị bạn của Thi nha. Thì Thi sẽ chia ra thành hai phần, Thi không có làm trong cái video thì nó sẽ dài á. Mọi người xem nó sẽ chán. Qua đường hả? Ở đây họ nói tiếng Ý, Thi thì không biết nói tiếng Ý. Tiếng Đức họ học, họ nói tiếng Đức được. Vùng của Thi thì nói tiếng Đức nha, còn vùng ở đây thì nói tiếng Ý. Giờ thì mẹ thấy con của Thi đang tới tìm kiểu cái trạm xe buýt để đi tới cái thành phố đó nha. Xe buýt thì mình đang ngắm cảnh nhiều hơn. Trời ơi, cái hàng bông đẹp dễ sợ, giống như cái loại hoa 10 giờ ở mình á, mà nó là màu vàng. Dòm trạm xe để bắt xe đi đó. À, xe mà mi biết xe gì rồi á? Hả? Xe mà tập xe của phố. Ở đây sai trạm. Ồ, hả? Trời đông quá. Chị con của Thi để tới cái thành phố đó rồi nha mọi người. Đây có 7 phút tới nơi à. Chỗ ở đây nó có cái tiệm hoa rất là đẹp luôn. Đi 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 đi. Thôi. Phố xe cổ tấp nập. Tại chị Thi là Thi ở miền núi nha. Giống như là gì nhà quê lên tỉnh gì đó, cho nên thấy xe cổ tấp nập mừng lắm. Này mọi người ơi, xe đông lắm nè, đi quay cho coi. Đó, thấy không? Xe một hàng dài xuống dưới kia luôn kìa. Dễ sợ không? Ở đây là đa số người giàu ở không nha. Ai cũng sở hữu từ 1 tới 2 căn nhà. Nhà ở đây mắc như quỷ gì đó, thôi mình không mới tới được đâu. Giếng nước hả? Thì thích mấy cái cây cọ này ghê, ở đây nắng ấm cho nên họ trồng được cái cây cọ này nè. Dạ, cái nào. Bây giờ là đi tới cái đường này, đi tới chắc là tới cái sông. Cái dòng sông. Đẹp quá đẹp.
cái thành phố này của Thi thì thấy nó hơi vắng nha. Cái đó thì Lucano, cái đó thì hồi năm trước Thi đi một lần rồi. Ở đây thì bây giờ là lần đầu tiên Thi đi nè. Ở đây thì nó hơi đông hơn cái kia ha. Mà cái kia thì Thi chưa có vô trung tâm thành phố thì mới có vô khách sạn check in xong rồi Thi tới tới đó đây nè. Nó mấy cái trong trống dễ thương kia. Ở đây cái đường đi họ lót đá nhìn thấy hay quá. Mua hiến. Đây họ bán mấy cái. Ôi. Đây họ bán mấy cái giỏ này, thấy mấy cái giỏ này nè. Thương quá. Hiền đi, hiền đi. Đang tìm cái con đường xuống cái dòng sông. Đang nhìn dễ thương quá. Dạ. Ok. Bán đồ để họ treo nhìn nha. Treo ngoài đường như vậy nè. Không sợ mất. Đây siêu thị bán rau. Mua ánh bà. Ở đây đẹp quá đi á. Họ xây vách tường rồi bằng cổ. Trời ơi nhìn mê quá. It come a rat mommy. Cà phê họ bỏ đây cho mình ngồi nắng uống cà phê. Trời ơi, xe có cái màu tím đẹp quá. Tôi mà mì sao xưa nên bloom mình tôi hiện tình. Nói với mẹ thì là ở dưới đây có cái hồ màu tím rất là đẹp. Wow. Đẹp quá đây. Und hast du gesehen, die Früchte da bei den die Blumen? Ja. Trời, đúng rồi đó. Mẹ thấy chị cái này nó bông đó mọi người. Nó không biết là cái bông hay cái trái nữa. Dạ. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Đây họ trồng hàng rè, họ cho mấy cái dây này bò ra. Thấy hay quá hả? Đẹp quá đi á. Cái đường ra ra biển nha mọi người. Đây. Trời ơi, đẻ quá đi. Đẻ quá đẻ. Hơi lạnh nha. Hơi lạnh thì mặc áo khoác thôi. Fresh hả? Kia fresh. Chó lạnh ghê á. Đẹp quá, trời ơi. Ồ, nhưng hơi lạnh thì mặc áo khoác đây. Wow, đẹp quá. Lắm gì đó. Thì mặc áo khoác đây. Rất là lạnh luôn nha. Sao? Đẹp quá đi mọi người. Problem.
đẹp quá. Có cái tàu lửa đây là họ để họ chở khách đây nha. Nè. Ôi thuyền rồi có quang cảnh ở đây quá là tuyệt vời luôn. Rồi cái chỗ này nhẹ này đẹp quá đẹp. Mấy cái cánh bườm kìa. Ở đây thì nhà hàng rất là nhiều nha. Nhà hàng ở quanh cái ven biển này nè, nhiều lắm luôn. Để cho nước lửa dễ thương nghe chưa nè. Để chở khách đi đi dạo thôi nha. Đây. Mê quá mọi người ơi. Sao mà đẹp dữ vậy trời. Rất tuyệt vời luôn. Trời ơi, đi thẳng đi dọc hết cái xuống đây luôn kìa. Ơi, rất là đẹp luôn nha. Thi đi một vòng đây nữa rồi Thi qua Thi uống nước với mẹ Thi, tại vì mẹ Thi chị khát nước chị đi uống nước rồi. Chỗ lý tưởng quá. Làm Thi nhớ Việt Nam chứ. Tại vì Thi ở Nha Trang đó thì cũng là biển cho nên thấy cái này rất là nhớ luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Thế đi dập xuống kia một xíu nữa nha, xong rồi Thi quay lại. Cano rất là nhiều luôn. Wow. Đẹp quá đi. Thấy chưa đẹp. Ở đây có một cái bãi chiếm cho cát để người ta ngồi, người ta ngắm cảnh. Trời, quá đẹp, quá đẹp. Người ta nằm luôn kìa.
sorry. Ở dưới đấy có bò vịt nữa chứ. Dễ thương ghê. Hi. Hello. Sao đi rồi? Tới cái nó đi mất tiêu rồi. Ở đây cũng có con bè nữa nè, đang đứng kìa. Thương ghê. Hello. Hi. Hành mì tỏi quá. Ở đây đẹp quá mọi người ơi. Nè bây giờ mẹ con thì đi về nha. Video nó cũng dài rồi đó. Thì về để thi qua thi thăm cái chị bạn của Thi chứ để trễ. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng Thi nha. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký cũng như thế cho các bạn mẹ cứu cho Thi nha. Thì gặp mọi người ở tập sau. Bye bye mami. Chứ sao kìa. Bye bye. Bye bye. Ok gặp mọi người ở tập sau. Mọi người thêm thử là Thi gặp ai nha. Bye bye.